cha ơi, quá khủng khiếp, quá vĩ đại, tuyệt tác, đúng không? Đây là con đập lớn thứ hai của nước Mỹ. Đây là một trong 7 kỳ quan xây dựng của nước Mỹ. Và nó đã từng là một trong 100 kỳ quan của thế giới. Các bạn thấy ghê chưa? Chúng ta đang ở con đập được mang tên là Hoover. Con đập này được xây dựng vào khoảng năm 1931 đến năm 1936 thì hoàn thành. Họ đã cần đến 8 triệu 200 ngàn tấn sa thạch trộn lẫn với lại một cái lượng tương đương với thép, đó là 8 triệu 200 ngàn tấn thép để làm con đập này. Họ đã cần đến 4.000 công nhân để xây dựng con đập này và hơn 100 người đã bỏ mạng trong lúc xây dựng con đập này. Vào thời đó, mục đích họ xây dựng con đập này thứ nhất là để họ điều khiển cái dòng chảy của con sông Colorado để cho bớt ngập lụt và tránh những cái hạn hán. Thứ hai, quan trọng hơn là họ làm ra điện, đập thủy điện. Tính tới bây giờ nó đã gần 100 năm rồi. Các bạn thấy không? Gần 100 năm trước, có nghĩa năm 1931 mà họ đã xây dựng được như thế này rồi. Thấy khủng khiếp chưa? Hôm nay mặc dù là trời mùa hè, mình đang ở tháng 7 nha, đang ở July 4 mà. Đâu có nóng gì đâu. Trời này là khoảng chừng 110 mấy độ à. 110 mấy độ F, có nghĩa là khoảng chừng 40 mấy độ C đó. Mà thấy không có nóng gì. Mát, mát rượi luôn. Nhất là mồ hôi nó chảy ra nó mát. Thực ra nó không có ăn nhầm gì so với những con người ta đã bỏ công sức ở đây hơn 100 năm trước để người ta xây dựng con đập này. Các bạn thấy không? Hồi thời đó đâu có máy lạnh. Đâu có thể nào mà có những cái tiện nghi giống như chúng ta hiện nay ở đây, đúng không? Mà người ta đã bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu năm tháng người ta miệt mài ở đây để người ta xây dựng những cái công trình như thế này. Các bạn tưởng tượng tại Vân Sơn nè, mình không dám ngồi ở đây, nó nóng lắm, nó nóng dữ dội lắm đó. Nó nóng đến nỗi mà Vân Sơn tưởng tượng là mình có thể mình nướng miếng steak ở đây được luôn. Trời, hơi quá đáng, nhưng mà nó nóng lắm, nó nóng kinh khủng lắm. Thì các bạn tưởng tượng đi, hồi xưa khí hậu khắc nghiệt này, con người ta phải ở đây người ta xây dựng thì người ta phải cực khổ đến thế nào nữa. Trong khi chúng ta làm gì? Ngồi trên xe, máy lạnh đàng hoàng, chạy từ thành phố Vegas chạy đến đây chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ là tới một cái nơi mà nó đẹp đẽ và chúng ta có thể nhìn thấy những cái cảnh đẹp như thế này, cộng với tất cả mình nghiên cứu, mình tìm hiểu thêm về những cái lịch sử cũng như là những cái thắng cảnh đặc biệt của nước Mỹ. Tại sao không đi, đúng không? Vegas chạy ra đây chỉ có nửa tiếng thôi. Ok, các bạn biết không? Ở cái mùa này đó, người ta không có dám ngồi ở đây luôn. Nè, biết tại sao không? Không phải là sợ nguy hiểm lọt ở dưới đâu, mà là nó nóng dữ lắm. Đó, đang là 40 mấy độ F mà. Ủa, đang là 110 mấy độ F, 40 mấy độ C mà. Người ta không dám ngồi, nhưng mà Vân Sơn ngồi nè, đó. Ngồi chừng 1 phút là nó chín trứng luôn. Ok. Đập Hoover là một kỳ quan về kỹ thuật và là biểu tượng về sức sáng tạo của con người chúng ta. Đập Hoover nằm ở tiểu bang Nevada xinh đẹp của đất nước Hoa Kỳ. Công trình kiến trúc lộng lẫy này không phải là chỉ cung cấp điện cho hàng chục triệu người mà còn đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay ngược trở lại vào khoảng đầu thế kỷ thứ 20. Lúc đó thì đất nước Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế rất nghiêm trọng mà người ta hay gọi là thời kỳ đại suy thoái. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt và đất nước Hoa Kỳ lúc đó đang rất cần dự án có thể tạo ra được việc làm và thúc đẩy nền kinh tế. Chính trong cái giai đoạn khó khăn này mà ý tưởng xây dựng đập Hoover đã ra đời. Việc xây dựng đập này đã bắt đầu vào năm 1931 và hoàn thành vào năm 1936, sau 5 năm xây dựng. Một cấu trúc khổng lồ với chiều cao 221 m, tương đương với một tòa nhà 60-70 tầng. Chiều dài 379 m, nằm chắn ngay trên con sông Colorado hùng vĩ, đã tạo ra hồ mít thật lộng lẫy. Và con đập này, nó đã được đặt theo tên của Tổng thống Herbert Hoover, người đã đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển và xây dựng nó. Các bạn có biết là để xây dựng con đập Hoover này,
đã cần một lượng bê tông lên đến 3.25 triệu mét khối. Lượng bê tông này đủ để xây dựng một xa lộ hai làn xe từ San Francisco đến New York, hay là đủ để xây dựng một cái vỉa hè, mà vỉa hè này có thể chạy xung quanh đường xích đạo của trái đất chúng ta. Nhưng con đập Hoover này không phải chỉ nổi tiếng về sự quy mô to lớn của nó, mà nó còn đã nổi tiếng vì nó đã chứng minh cho một thời công nghệ kỹ thuật tiến bộ của con người. Việc xây dựng đập thời đó là nhiệm vụ to lớn và rất nguy hiểm. Nó liên quan đến hàng ngàn công nhân lao động ngày đêm trong điều kiện rất khắc nghiệt, bởi vì nó đòi hỏi phải tạo ra một đường hầm để dẫn nước chuyển hướng con sông Colorado. Công việc này lại phải diễn ra trên một nền đất đá rất là khô cằn và với thời tiết rất là khắc nghiệt. Cho nên việc xây dựng thành công là một thành tựu đáng kể về mặt công nghệ kỹ thuật rất tự hào vào thời đó. Một trong những mục đích chính của con đập này là tạo ra điện. Vì vậy, nó đã có 17 nhà máy phát điện tạo ra 4.2 tỷ kWh điện mỗi năm. Năng lượng này đã được phân phối và cung cấp cho hàng triệu hộ gia đình của những tiểu bang Nevada, Arizona và California. Hiện nay, hàng ngày có khoảng chừng 20.000 du khách họ đổ đến đây để chứng kiến sự nên thơ và hùng vĩ, cũng như để tìm hiểu về lịch sử của nó. Khi các bạn đến đây, các bạn cũng có thể tham gia vào những tour du lịch. Sẽ có hướng dẫn viên đưa bạn sâu vào bên trong cấu trúc của nó. Lúc đó bạn sẽ được chiêm ngưỡng cách hoạt động bên trong của con đập và tìm hiểu những thách thức mà con người phải đối mặt trong quá trình xây dựng con đập này. Đập Hoover đã mang đến khung cảnh tuyệt đẹp, màu nước xanh ngọc của hồ Mitt, uốn lượn trong sa mạc với những đồi núi gồ ghề đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Và đây chính là một thiên đường cho các nhiếp ảnh gia và những người yêu thích thiên nhiên. Đã trải qua gần 100 năm, con đập Hoover vẫn là một biểu tượng văn hóa và kỹ thuật của Hoa Kỳ. Nó không phải chỉ là một công trình thủy điện, mà còn là một biểu tượng của sự phát triển và sức mạnh của con người. Đập Hoover là một điểm đến tuyệt vời và không thể bỏ qua khi chúng ta du lịch tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ. Dữ dội, quá sức là hùng vĩ. Mình phải nói là nó đẹp mà đẹp hùng vĩ. Các bạn, trước mặt các bạn ha, sau lưng Quân Sơn nè, là một cái lake, một cái hồ đó được gọi là Lake Mead. Cái hồ này là cái hồ chứa nước của con đập Hoover. Khi con đập Hoover nó chặn cái dòng sông Colorado, là nó lấy nước dòng sông Colorado vào đây đó, thì cái hồ này đó sẽ là cái hồ nó chứa cái nước đó. Hiện nay là cái mùa nước thấp nha, mùa nước thấp, thành ra chúng ta nhìn thấy nó thấp sâu ở dưới. Nhưng mà đến khi mà cái mùa nước cao đó, các bạn nhìn thấy những cái điểm mà trắng ở trên cái chõm đó đó, đó là nước dâng cao lên đó. Đó là ở dưới này thì có những cái bến để đậu những chiếc du thuyền, những chiếc yacht á. Mấy ngày cuối tuần họ xuống họ lấy tàu chạy vòng cái lách chơi. Thành ra khi mà chúng ta đến với lại cái đập Hoover đó, thì trước khi đến đập Hoover chúng ta nên ghé những cái point of view như thế này nè. Nhìn cảnh tượng rất là hùng vĩ luôn, đúng không? Nhìn nó hùng vĩ dễ sợ, nhìn nó hết hồn luôn. Hồ Mitt được hình thành vào năm 1936 sau khi đập Hoover được xây dựng. Hồ Mitt là hồ chứa nước ngọt lớn nhất tại Hoa Kỳ và là nguồn cung cấp nước quan trọng cho các tiểu bang Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico và Utah. Hồ Mitt có diện tích lên đến 640 km vuông và dung tích lên đến 35 triệu 270 ngàn mét khối. Hồ Mitt cũng cung cấp cho 4 triệu hecta đất nông nghiệp, cung cấp cho hơn 25 triệu người ở 7 tiểu bang. Hồ Mitt cũng là nguồn năng lượng quan trọng với 22 nhà máy thủy điện được xây dựng trên con sông Colorado. Hồ Mitt cũng là một điểm đến du lịch nổi tiếng với các hoạt động như đi thuyền, câu cá, bơi lội, cắm trại và dã ngoại.
Hồ Mít cũng là một địa điểm quan trọng về mặt lịch sử và văn hóa, với nhiều di tích của người Mỹ bản địa và người Tây Ban Nha. Mực nước của Hồ Mít đã giảm hơn 30 mét kể từ năm 2000 và hiện nay đang ở mức thấp nhất so với mực nước vào những năm 1930. Sự sụt giảm của nước đã làm lộ ra những bộ xương của những người đã chết trong nhiều năm qua. Một trong những bộ xương được tìm thấy gần đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người đàn ông này đã bị bắn vào đầu và có vẻ như đã bị giết chết vào những năm 1970. Một bộ xương khác là của một người phụ nữ ở khoảng chừng 20 tuổi. Và người phụ nữ này đã bị chết đuối và có vẻ như đã chết trong những năm 1980. Mực nước của Hồ Mít sụt giảm cũng đang gây ra những lo ngại, vì Hồ Mít là nguồn nước cung cấp quan trọng cho các tiểu bang Arizona, California, Nevada, New Mexico và Utah. Khi mực nước của Hồ Mít tiếp tục sụt giảm, các bang này có thể phải cắt giảm lượng nước của các hộ gia đình, các doanh nghiệp, kể cả nông nghiệp. Với nhiều điều thú vị mà Hồ Mít đã mang lại cho chúng ta, thì không có lý do gì mà bạn không đến thăm nó một lần. Đó là một địa điểm tuyệt vời để thư giãn, để tận hưởng thiên nhiên và sẽ có những trải nghiệm đáng ghi nhớ.